Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc học tập thật là vui vẻ ha. Thì hôm nay thì Trân Nguyễn qua cái vườn của ông anh trong xóm, quay lại cái những cái cây mai giáng long. Cái clip này là đã đạt chất lượng để mà bán Tết cho anh em ha. Đó, quay lại cho anh em xem thì anh em có nhu cầu giao lưu mua bán sỉ lẻ trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay thì cứ liên hệ với mình ha. Đây là mình giới thiệu mặt hàng cho các anh em mai si nhá, mai si. Những cây này thì nói chung anh em nhìn này, cái tây tán này anh em, tây tàn là nục nạc, nó gút hết rồi nha anh em. Nó ấm, nó nói chung là nó rất là nhạt chi nhạt xương nha anh em. Khi mà nó ra cái lượng bông búp thì rất là dễ mua bán nha anh em. Nó không phải là cành nó không có đi dài ra, hoa nó thưa nha anh em. Mấy cây này thì nói chung là có mấy cây đẹp thì mình bỏ ra, cây nào ngon thì mình lựa mình bán anh em ha. Cây ngon là tây tàng trúng đồ, bông búp trúng thì mình lựa ra mình bán, mình giao lưu với các bạn ha. Cái này thì còn thiếu một nước nước dây nữa, nước ghim nữa nha anh em, nước ghim tre nữa. Như cây này thì đạt chất lượng nè các bạn. Đấy. Cây này thì tây tán nó tàn nó lớn, hoa thì nó cũng no rồi, ăn dinh dưỡng nó no no nụ rồi nha anh em, nên là hoa rất đẹp. Mùa này thì không có dẹp hoa nó ra thì mình cho anh em xem ha. Nãy giờ đi quanh quanh mà chưa thấy cái hoa nào nó ra ở hàng này hết. Những cái này thì để đa phần là một clip ra nha anh em. Cây năm thứ tư. Đây cũng có một số anh khách anh vào vườn anh chọn này anh em. Đấy, anh chọn. Chọn mấy cái cây anh thích thì anh chọn anh cột dây hết rồi. Bán lẻ có, bán sỉ có nha anh em. Sỉ lẻ thì nói chung là bán hết á, nhưng mà giá nó sỉ thì nó nhẹ hơn. Mua số lượng nhiều thì giá nó mỏng hết lại nha anh em. Tí nữa mình gặp ông anh chủ vườn. À đây đây đây. Chú, cái này họ đẹp gớm chưa. Giáo này. Giáo mà màu sắc hoa nó tươi sáng mà đậm bông. Cái này là bị bệnh rồi nè nha anh em, nó bị sâu bệnh nó cắn phá rồi nè, nó hại rồi nè. Nhưng mà màu sắc hoa này anh em thấy không? Vàng ươm luôn ha. Hoa thì bao bông đẹp cho anh em nha, từ 10 12 cánh. Hoa nó chùm luôn. Bông búp nụ à. Già nụ rồi. Già nụ già xương hết rồi nha anh em. Chút tây tán ha. Cây này mình nở đồng loạt là kiến cây nha anh em ha. Cái này mình bỏ trong bãi, nói chung cái lô nó xen cây qua lại thì nhìn nó khó nhìn nha anh em. Chứ mà nếu mà bỏ riêng một một cõi của nó thì nhìn form cây nó đẹp lắm. Nhưng mấy cái này thì không không có bán nha, cây còn nuôi thêm mấy năm nữa chứ không bán được, còn non quá. Cây nào đặc tàng đặc chi mà tây tàng lớn thì mới lựa ra ha anh em ha. Để cho anh em buôn bán nó còn cả lời nữa. Để sau này anh em quay lại nữa chứ không phải là buôn bán một lần một là mình dứt điểm ha anh em ha. Đấy, như những cây này là chi tây là ép lại, ép nọc lại một nước nữa. Rồi, cây đục đó này anh em ha, quá đậm luôn. Chú, cây tây tán này nhất chưa, điều mà dốt hình thông hình tháp dưới dưới gian thùng mà to mà lên nhỏ lại nha anh em. Đấy, anh em nào tin tưởng thì cứ điện thoại đến số điện thoại của mình để trên màn ảnh là 0987 096 755 để mà mình rút hàng cho anh em nha. Mình rút hàng, mình lựa hàng, mình nói ông anh mình lựa hàng đẹp, hàng mẫu cho anh em xem. Cái lô này, cái vườn đây là có bao nhiêu cây anh? 1.200 cây nha anh em.
Để mình qua bên phía bên kia mình cho anh em xem một cái cây mẫu để anh em tham khảo ha, tham khảo cái mẫu cây của vườn của anh mình. Tại vì vườn này nó rất là rộng lớn nha anh em, nên theo hồ mà lựa cây nhiều mẫu nó rất là đẹp. Nhiều cây nó trúng cây lắm. Như cây đây này anh em thấy không? Đây là gặp cây trúng liền ha, tây tàng nục nạc. Nó gút cây nè anh em, gút cây. Form cây nó rất là đẹp ha. Để mình qua kia ha. Tại vì cây nó nhiều quá thì không có thấy được hết cái vẻ đẹp của cây, thì mình phải bưng ra một chỗ riêng để mà mình quan sát, mình quay rồi tổng thể rồi cho anh em mới thấy được ha. Đây, khu đây bà con trồng mai rất là nhiều nha anh em. Đây, khu vườn của ảnh này một thiên hai nha anh em, 1200 cây. Đó đấy anh em. Đây, ông chủ mai này anh em. Đấy, ông chủ mai giới thiệu mặt bồng của cây này anh em ha. Một bồng giáo tươi rất là đẹp nha. Bữa mình bứt đây cho anh em xem nên là dễ ha. So sánh nữa. Đấy, anh em thấy không? Bồng mà cánh mà xếp lớp rất là đẹp, nhụy bung sáng nha anh em. Dưới nó bị con ốc này anh em ha. Đấy, tầm gần 4 ngón tay mình nha anh em. Nếu mình tết nó đủ lực, nó búp nó lớn, nó đủ lực thì tầm 4 ngón tay là thoải mái nha anh em ha. Đấy, cánh rất là đẹp, kiến cánh, hai ba lớp bông, hai ba lớp cánh. Rồi. Anh đo cái mẫu cây để thử là để anh em xem cho nó chuẩn á. À, trước này. Chiều cao cây mà từ cái ngọn á xuống cái phần đáy, cái phần phần gốc á. Là như anh. 40 và sao 42. Mét tầm 100-101 nha anh em, chiều cao cây. Là mình không tính chậu nha anh em, tính từ gốc lên ngọn thôi là 1m1, khoảng 1m1 ha. Tàn rộng này. Tàn rộng thì 80 đến 90 thì tùy cây nha anh em, tùy cây. Đúng là tàn rộng thì mình phải đo ở dưới này, đo ở tầng cao, tầng nó rộng nhất á. Tầm 90 nha anh em, 90. Nếu phủ gian tàn ra là 90 nha anh em. Cao khoảng từ 1m đến 1m1. Đấy, mình chưa tính cái độ cao của chậu. Còn độ cao của chậu nữa thì anh em cộng vô 20 mai phân nữa nha anh em. Đấy, bông này. Chất lượng bông rất đẹp nha anh em. Bao bông đẹp cho anh em luôn. Lẽ lấy khỏe mạnh. Hoa này. Ông anh mình đang có cuộc gọi. Chút nữa mình báo giá cho anh em luôn ha. Tây tán anh em thấy chưa? Kiến miết mình nục nạc, đây là những cái cây mà sau này mình sẽ lựa mình giao cho anh em nha anh em ha. Đấy, lựa toàn những hàng nhất đô lại thôi nha anh em, hàng tuyển chọn hàng nhất đô lại. Anh em nào nhanh tay thì mình lựa ra hàng đẹp trước nha anh em ha. Trời, quá đẹp ha.